tích lịch sử Lam Kinh Thanh Hóa được biết đến là một nơi linh thiêng lưu giữ lăng mộ anh hùng dân tộc Lê Lợi, lăng mộ các vị hoàng đế hoàng hậu thời Lê Sơ. Không chỉ có các công trình kiến trúc quy mô, nơi đây còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá. Khu lăng mộ này là thấy có hai cái ổ nó rất là đặc biệt. Chỉ có trong cái khu lăng mộ của vua Lê Thái Tổ này mới có thôi. Hôm nay là ngày không có gió, đương nhiên là không thể tự dung. Khi động nhẹ vào thì thấy là nó rung tất cả toàn bộ cái ổ. Cảm giác như có dòng điện và có cái ký ức từ cái ngàn đời để lại. Loại cây đem đến sự tò mò cho du khách có tên gọi là ổi cười. Loại cây này có khả năng đặc biệt là khi bị gãy nhẹ vào thân cây thì toàn bộ cây sẽ rung lên như bị ai cù. Hiện tượng ổi biết cười càng dễ nhận thấy vào những ngày trời không có gió. Đặc biệt khi gãy vào các mắt nối của thân, cành cây rung lên bần bật khác hẳn khi có gió thổi lay cành. Cách đây khoảng 5 sau năm có vị khách đến thì cái này là cái sự rất là ngẫu nhiên thôi. Gãy rất nhẹ mà nó rung cả cây. Cho nên là người ta cũng thấy, mọi người thấy thích thú, cho nên là cũng đặt cho nó là cây ổi cười. Chúng tôi cũng không có cái chuyện chết cành mà tỉa cành. Ở đây trong cái này anh em chúng tôi cũng rất là kiêng kỵ những cái việc đó. Tương truyền rằng vào năm 1933, có một người ở Hạnh Thiện, Nam Định, vốn hiếm muộn con cái, đến mộ vua Lê Thái Tổ cầu tự sinh được quý tử, nên đã cung tiến đắp 4 con voi lớn trầu phục, trồng 2 cây long não hai bên và cây ổi trước mộ vua. Trong khu lăng mộ hiện có tổng cộng 3 gốc ổi, nhưng chỉ có cây ổi phía bên phải lăng mộ là có biểu hiện rung rõ nhất. Người dân địa phương tin rằng do cây trồng nơi linh khí nên cũng mẫn cảm như người. Tuy nhiên chưa có bất cứ thông tin nào mang tính khoa học được đưa ra. Vì thế, ổi cười vẫn là một bí ẩn đầy lý thú đối với mỗi đoàn du khách khi về với Lam Kinh.